Xin chào mọi người. BTC vừa rồi đạt được cái con giá là 65.000, khoảng cỡ 500 mấy. Đây không phải là một sự bỡ ngỡ cho những người đăng ký cái nền tảng Tiền Academy để nhận tín hiệu. Con giá 65.000 mình ít nhất chia sẻ cho bạn 2 tuần. Và hôm nay, ngày hôm nay, hồi sáng mình cũng đã chia sẻ cho bạn cái con giá 65.000 nó sẽ cắn trong những cái giờ tiếp theo và chuyện gì đã xảy ra. 65.500. Rõ ràng chuyện đó là đã quá khứ rồi. Hồi sáng mình nói 65.000 để mà xác thực thêm một lần nữa, 65.000. Nhưng chuyện gì xảy ra kế tiếp, đúng không? Thì tín hiệu đã gửi thẳng qua hộp thư rồi. Nó lên nữa, nó cắn con giá bao nhiêu? Hay là nó sập xuống luôn ngay bây giờ? Và nó xuống tới cái vùng bao nhiêu trước khi nó phun lên lại? Nó bung lên lại. Thì đây không phải là một chuyện bỡ ngỡ nha. Riêng ngay bây giờ là 6:17, mình đang ở ngoài đường, khá là bận rộn với công việc. Hồi nãy thì mình để cho bạn 3 tín hiệu nha, chưa đủ cho ngày hôm nay. Hôm nay mình gọi là cúp điện, mình phải ra quán cà phê mình làm vân vân. Nhưng tối nay thì mình sẽ đẩy ra thêm tín hiệu cho anh em chốt đơn. Thì đồng tiền rõ ràng bạn đã thấy rồi, nó đang rót vô BTC. Tối nay phát trực tuyến sẽ xảy ra, mình sẽ cố gắng đẩy phát trực tuyến cho bạn 9 giờ nha, 9 giờ tối. Mình ngồi từ 9 giờ cho tới 9 rưỡi thôi, nghe nửa tiếng đồng hồ, mình sẽ cho bạn hết tất cả những cái dữ liệu, những cái data, những cái bằng chứng vân vân. Để bạn thắng cái cuộc chơi. Rõ ràng cái nền tảng này, cái nền tảng TikTok thì đây là một kênh mới nha. Một cái kênh mới như vậy thì mình không được đăng nhiều, mà ngày hôm nay có thể mình đi quá lố rồi. Và đi quá lối như vậy thì nó cân nhắc và nó sẽ không cho mọi người thấy được những cái video này. Nhưng nhớ, cái video này sẽ được nằm trên những cái nền tảng khác. Và cái nền tảng chính vẫn là YouTube, Tiền Academy YouTube nha. Nếu bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì phải lên YouTube thôi nha. Còn ở trên đây là những cái video ngắn, nghe ngắn. Phát trực tuyến tối nay cũng vẫn vậy, nằm trên cái nền tảng YouTube mang tên là Tiền Academy. Ok. Không phải là một chuyện bỡ ngỡ nha. Cả chấm anh em chốt đơn ngày hôm nay, ok, dựa theo cái tín hiệu của Tiền Academy. Và cái tín hiệu xác suất chính xác lên tới 90-95%, không phải ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng. Mình đang nói 14 tháng, từ tháng 1 năm 2023 cho đến bây giờ. Và số nhiều, tất cả những cái tín hiệu đã được mở khóa ở trên cái nền tảng Tiền Academy. Tiền Academy trên YouTube. Từ tháng 1 năm 2023 cho tới ngày 20 tháng 2 năm 2024, tín hiệu đã được mở khóa. Bạn chỉ cần bỏ một chút thời gian ra để bạn xác thực cái tín hiệu vừa rồi. Rồi, bạn muốn nhận cái tín hiệu ngày hôm nay thì bạn phải đăng ký. Vậy thôi. Gọi là, mình không biết nói sao hơn bằng coi cái video 16 phút để xác thực thông tin. Bạn muốn thắng cuộc chơi, đúng không? Thì bạn phải đăng ký. Vậy thôi. Mình đã nói rồi, vừa rồi mình có làm một cái video nó đầy giá trị là có 3 loại người. Ok. 3 loại người trên thế giới này. Loại người đầu tiên á, ok, là làm giàu ngay bây giờ. Làm giàu ngay bây giờ với tín hiệu của mình. Loại người thứ hai là suy nghĩ về làm giàu, suy nghĩ thôi, đúng không? Chỉ có suy nghĩ, đứng bên ngoài và suy nghĩ thôi. Và loại thứ ba là nhìn người khác làm giàu. Nhìn người khác làm giàu. Ok, thì bạn phải biết bạn là ai. Phải ra một cái chọn lựa. Vậy thôi. Mình làm đến nỗi và bây giờ mình làm video cho bạn á, mình thấy đây là cái móng của mình. Nghe, cái móng của mình nó hơi bị lâu rồi, mình chưa cắt, mình không có thời gian để cắt luôn. Quá bận rộn thì nó là bạn. Chào mọi người.